thú vị và các bạn, bưởi là một trong những loại trái cây được trưng trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngày nay, ngoài bưởi trái bình thường đến tạo hình độc lạ, thì bưởi vô chậu càng phổ biến hơn. Năm nay, những chậu bưởi diễn, giống bưởi có vỏ màu vàng óng, đặc sản xứ thủ đô, vốn nổi tiếng miền Bắc, được mang vào tiêu thụ ở miền Nam. Theo lời anh Tiền, mỗi năm anh chở vào thành phố Hồ Chí Minh bán, thấy người miền Nam cũng rất ưa chuộng loại bưởi này vì nó có màu vàng óng đẹp, mùi hương thoang thoảng và chân lâu. Năm nay anh quyết định đem 100 cây bưởi diễn và 200 cây tắc bonsai vào Cần Thơ để khám phá thị trường ở đây. Trong số các cây bưởi thì có 5 cây bưởi diễn khá lớn, tuổi đời trên 10 năm cho hơn 100 trái, được anh Tiền bán với giá từ 100 triệu đồng. Các cây bưởi nhỏ còn lại giá từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Riêng tắc bonsai cao từ 1 đến 2 mét, giá từ 700.000 đồng đến 15 triệu đồng một cây. Anh Tiền cho biết loại bưởi này cho trái để chừng khá lâu, đến tầm tháng 3 âm lịch, còn tắc bonsai cũng phải đến hết tháng 1 âm lịch mới hết trái. Những ngày qua đã có nhiều người đến mua các loại cây này.